mình không live stream thì nó nhớ mình lắm luôn. Nhớ lại cái bà Milia. Bà đọc cái gì vậy? Cái gì? Bà không nghe rồi, bà đọc cái gì? Thảm ra kỳ. Nheo nheo lên chi vậy kỳ? Thảm ra em gọng hết sức rồi đó chị. Vậy cái vụ án gì vậy Như? Úi xổi rồi. Hả? Cho nó gọn thì nó nói mình hơi máu. Ai nói? Trên YouTube. Bình luận đấy. Ừ. Chị lấy mụn không, mụn máu sao đấy? Được 500 người đăng ký rồi nha. Cái gì? Ừ. Nhanh vậy? Ừ. Có của Việt Nam không? Ừ. Có Việt Nam, có Việt Nam đăng ký không? Có đâu? Có dữ. Cái xịt mụn cơ mà. Ừ. Còn là cái gì? Cái lọ mà chữ cam cam đúng không Trinh? Đúng rồi. Dạ. Rồi còn dính em. Cái lọ mà tôi nhớ là cái xịt mụn mũi á. Ừ, còn.
Em bị một cái mũi hả? Hồi trước em có xài đó chưa? Em cứ lại xài cứ lại xịt 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 đó. Ừ, thấy ok không? Thấy nó cũng đỏ. Ừ. Vậy hả? Chỉ còn chứ.
con bụng em toàn cục cho chai chai không. Bốc ít bông rồi đi Hải ơi. Thì miếng bông nước đi em ơi.